Trong những ngày vừa qua, mực nước các sông rạch trên địa bàn thành phố tiếp tục lên nhanh và cao theo kỳ triều cường kết hợp với mưa lớn, dẫn đến tình trạng một số tuyến đường bị ngập sâu. Thời điểm này thì các phòng ban chuyên môn thành phố và phường xã tăng cường công tác cảnh báo, chủ động các giải pháp ứng phó với các tình huống có thể xảy ra nhằm đảm bảo an toàn tính mạng tài sản cho người dân trước mùa mưa bão. Theo Đài khí tượng Thủy văn An Giang, do ảnh hưởng kỳ triều cường rằm tháng 8 âm lịch kết hợp lượng hai nước lũ sông Mekong truyền về nên mực nước tại các trạm vùng hạ lưu sông Tiền, sông Hậu tiếp tục lên. Dự báo mực nước trên các sông, kênh rạch vẫn còn duy trì ở mức cao trong những ngày tới. Nước dâng cao khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố Long Xuyên ngập nước, nhiều nơi ngập sâu, nhất là các tuyến đường cặp rạch Ông Mạnh, Bà Bầu, Cái Sơn, nơi có các công trình dở dang của dự án mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam, tiểu dự án thành phố Long Xuyên, gây mất an toàn cho người dân khi tham gia giao thông. Trước tình hình trên, Ủy ban Nhân dân các phường xã đã giăng dây cảnh báo nguy hiểm đối với các tuyến đường bị ngập sâu để người dân được biết chủ động phòng tránh tai nạn có thể xảy ra. Cùng với đó, khuyến cáo người dân, nhất là những hộ sống ven sông, kênh rạch, các tuyến đường và khu vực có nền đất thấp, cần chủ động theo dõi thông tin dự báo thời tiết, thường xuyên kiểm tra an toàn các thiết bị điện, sắp xếp giấy tờ, đồ đạc, hàng hóa, vật tư và tài sản ở những nơi cao ráo an toàn. Đồng thời, hạn chế di chuyển trên những tuyến đường có nguy cơ ngập nặng nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do tác động của mưa lũ và triều cường.